Tiếp tục chuyên mục quan điểm và bình luận, xin mời quý vị theo dõi bài viết của cộng tác viên TTV được mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam có chính danh không? Nếu kể từ khi đứng lên giành chính quyền ngày 17 tháng 8 năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nắm quyền điều hành đất nước từ 75 năm nay. Quyền hành của họ đã được ghi vào Điều 4 Hiến pháp, nguyên văn gồm 3 phần như sau. 1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Và thứ ba, các tổ chức của đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Rõ ràng, không có một chữ nào quy định Đảng Cộng sản Việt Nam được quyền điều hành đất nước một cách tuyệt đối, được chọn người nào vào các vị trí, được hưởng những ưu tiên về bổng lộc, được miễn trừ về mặt luật pháp, được cha truyền con nối vân vân như họ đang làm trong thực tế hiện nay. Vậy thì quyền đó ở đâu mà ra? Đảng Cộng sản Việt Nam thường vin vào chiến công đánh Pháp đuổi Mỹ mà họ là người thực hiện. Họ cho rằng bởi vì đã dẫn dắt nhân dân đi đến chiến thắng, vậy nên họ có quyền lãnh đạo đất nước. Cộng sản đã giữ rịt lấy quyền hành và trong thực tế là tập trung trong tay của vài nhân vật chóp bu của đảng, không giao lại cho nhân dân, không chấp nhận chia sẻ quyền lực cho người ngoài đảng. Họ tạo ra một tập đoàn thống trị đất nước theo ý muốn riêng của một nhóm nhỏ hoặc vài ba nhóm lợi ích liên kết với nhau, bất chấp phần đại đa số còn lại là những đảng viên cấp thấp. Nhân dân hoàn toàn không có tí trọng lượng nào, hoàn toàn vô hình và là đối tượng chăn dắt của tầng lớp cầm quyền. Trong lịch sử nhân loại, có khá nhiều trường hợp sau khi giành được độc lập, những nhà lãnh đạo đã chọn lựa trao quyền cho nhân dân thông qua bầu cử dân chủ như ở Mỹ năm 1789, ở Nam Phi năm 1994 và ở Ấn Độ 1949. Những quốc gia này sau đó đã tiến bộ và phát triển như thế nào, hẳn là mọi người chúng ta đều đã biết rõ, không cần phải nhắc lại ở đây. Tại Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dựa vào một tín điều của lý thuyết Mác Lê nói rằng nhà nước thực chất là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị trong xã hội, để giải thích cho việc giữ chặt và không chia sẻ quyền lực. Trong nhãn quan của Cộng sản, chỉ có địch và ta và không có thành phần trung dung đứng giữa, mà địch ta là một cặp mâu thuẫn đối kháng, nghĩa là phải tiêu diệt nhau, một mất một còn chứ không có giải pháp dung hòa. Vì thế, tiêu diệt kẻ địch, ngăn cản phe địch giành chính quyền là một nghĩa vụ bắt buộc đối với người Cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như tất cả các chính quyền Cộng sản khác luôn luôn dựa vào tín điều này để ngăn chặn và tiêu diệt những người đối nghịch với họ. Trong thực tế thì tín điều này đã cung cấp cho một nhóm nhỏ những cá nhân lãnh đạo chóp bu quyền thanh trừng, loại trừ tiếng nói phản kháng hoặc không cùng trong nhóm lợi ích của họ. Như ở phần trên đã nói, Đảng Cộng sản Việt Nam thường vin vào chiến công đánh Pháp đuổi Mỹ mà họ là người thực hiện. Họ cho rằng bởi vì đã dẫn dắt nhân dân đi đến chiến thắng nên họ có quyền lãnh đạo đất nước. Giống như ngày xưa, các ông vua giành ngôi vua cho mình sau khi đánh giặc ngoại xâm hoặc lật đổ triều đại trước. Nhưng có thật là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh Pháp đuổi Mỹ không? Hỏi câu này nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng bạn hãy bình tâm suy xét thì sẽ thấy nhiều điều sáng tỏ. Tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương và chỉ 5 tháng sau, họ đầu hàng quân đồng minh sau khi bị Mỹ thả hai trái bom nguyên tử. Trong thời gian ngắn ngủi này, người Nhật đã trao trả độc lập lại cho Việt Nam thông qua Hoàng đế Bảo Đại là người thừa kế hợp pháp của nhà Nguyễn và chính phủ do Thủ tướng Trần Trọng Kim đứng đầu được thành lập. Chính quyền này chỉ tồn tại 4 tháng. Trong thời gian ngắn ngủi đó, họ đã hoàn thành được một số công việc, đặt nền móng cho nền hành chính, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác của cả hai chế độ sau này trên hai miền Nam Bắc.
Trong khi đang chuẩn bị cho việc thu hồi toàn bộ chủ quyền, thì ngày 17 tháng 8 năm 1945, trong một cuộc meeting của Tổng hội Công chức ở Hà Nội để ủng hộ chính phủ, nhân viên chính phủ đã bị một nhóm người uy hiếp và cướp chính quyền bằng những thủ đoạn hung bạo nhất. Việt Minh đã cướp chính quyền từ tay Bảo Đại và Trần Trọng Kim như thế nào? Mời bạn nghe chính người của họ kể lại. Ngày 17 tháng 8, cuộc meeting của Tổng hội Công chức chính quyền Trần Trọng Kim tại quảng trường nhà hát lớn thành phố để ủng hộ cho chính phủ thu hồi chủ quyền. Hàng vạn người đứng đầy đường Paul Bert, nay là phố Tràng Tiền. Người đi xem rất đông. Trên bao lơn nhà hát lớn, cờ quẻ ly, tức là cờ vàng ba sọc đỏ hình quẻ ly trong bát quái, được kéo lên. Mọi người hát vang bài Tiếng gọi thanh niên và hoan hô chính phủ Trần Trọng Kim thu hồi độc lập. Họ hô to Việt Nam độc lập muôn năm. Các đội viên đội tuyên truyền giải phóng quân, tức Việt Minh, cũng trương cờ đỏ sao vàng và hô to ủng hộ Việt Minh. Họ tạo ra một sự hỗn loạn cực độ, phá vỡ chương trình tổ chức. Ban tổ chức cố gắng lập lại trật tự nhưng không thể nào kiểm soát nổi tình hình. Theo một tín hiệu đã định trước, nhiều đội viên đội danh dự của Việt Minh chuyên ám sát các đối thủ chính trị của Việt Minh, nhảy lên khán đài với súng ngắn trong tay, dồn các viên chức Đế quốc Việt Nam vào một góc, hạ cờ Đế quốc Việt Nam xuống, trương cờ đỏ sao vàng lên. Các cán bộ tuyên truyền của Việt Minh chuyển sang vừa hô khẩu hiệu vừa kêu gọi quần chúng ủng hộ họ nhưng không có kết quả. Quần chúng không muốn tiếp tục cuộc meeting, sự náo động bắt đầu xảy ra. Cuộc meeting sau đó đã biến thành cuộc tuần hành thị uy của quần chúng cách mạng do Việt Minh điều khiển. Rõ ràng đây là một cuộc ám sát chính trị, sử dụng bạo lực để uy hiếp và giành lấy chính quyền, một chính quyền hợp pháp và đang hoạt động khá hữu hiệu, giống hệt như hình ảnh một đám cướp xông vào nhà người dân lương thiện, đánh đập và dọa dẫm để cướp của. Trong lịch sử Việt Nam đã từng xảy ra nhiều sự kiện giành ngôi, xoán ngôi. Ta có thể kể sơ sơ vài vụ tiêu biểu như sau. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn giành ngôi vua từ nhà Đinh năm 980, lập nên nhà Tiền Lê. Lý Công Uẩn giành ngôi vua từ nhà Tiền Lê, lập ra nhà Lý năm 1009. Trần Thủ Độ giành ngôi vua từ nhà Lý, lập nên nhà Trần từ năm 1225. Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần năm 1400. Mạc Đăng Dung giành ngôi vua từ nhà Hậu Lê, lập ra nhà Mạc năm 1530. Nguyễn Huệ tiêu diệt cả ba vương triều Lê, Trịnh và Nguyễn, lập nên nhà Tây Sơn năm 1788. Tất cả những vụ soán ngôi này đều diễn ra vào lúc đất nước rơi vào nạn giặc giã hoặc đói kém, vương triều trước đó đã hèn yếu và suy tàn. Một số vị như Lê Hoàn, Lý Công Uẩn, Nguyễn Huệ sau khi giành ngôi vua đã chấn hưng đất nước, đánh thắng giặc ngoại xâm và mở ra một triều đại mới thái bình, thịnh trị. Tuy là cướp ngôi, nhưng họ vẫn được lịch sử xem là chính danh. Trong trường hợp của Trần Thủ Độ, tuy đã dùng những thủ đoạn hiểm độc để giành ngôi vua, sau đó còn tận diệt dòng họ Lý, nhưng các vua của nhà Trần sau đó đã đoàn kết được toàn dân, hai lần chiến thắng quân Mông Cổ và xây dựng được nước Đại Việt hùng mạnh. Đặc biệt là thời kỳ này còn sản sinh ra một nhân tài kiệt xuất là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, được toàn dân tôn thờ là Đức Thánh Trần đến tận ngày nay. Nhà Trần vì thế vẫn được xem như một triều đại chính danh có công lao với đất nước. Riêng trường hợp Mạc Đăng Dung sau khi chiếm ngôi nhà Lê đã không làm gì được cho đất nước, khi bị nhà Minh Trung Quốc kéo quân sang đánh còn dâng đất cưỡi trần tự trói mình xin chịu tội và cầu hòa. Mạc Đăng Dung vì thế đã bị lịch sử liệt vào loại ngụy triều không có chính danh. Hồ Quý Ly cũng thế, cướp ngôi nhà Trần và không được nhân dân ủng hộ, thua trận trước quân Minh phải mang danh ngụy triều suốt 600 năm này. Triều đại Hồ giống như một vết đen bên cạnh những trang sử vàng của cha ông ta suốt 2.000 năm qua. Vụ việc xảy ra ngày 17 tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội thực chất cũng chỉ là một cuộc soán ngôi, phải gọi cho đúng là một hành động phản loạn. Lẽ ra, trong tình hình dầu sôi lửa bỏng, họ phải hợp lực cùng chính quyền còn non trẻ và yếu ớt trong công cuộc xây dựng nước nhà vừa giành lại được độc lập.
Nhiều người cho rằng trước thời điểm năm 1945, Việt Nam vẫn là thuộc địa của Pháp, nghĩa là nếu Hoàng đế Bảo Đại và Thủ tướng Trần Trọng Kim có tồn tại qua cuộc biến loạn ngày 17 tháng 8 năm 1945, thì người Pháp sẽ quay lại và họ vẫn sẽ bị người Pháp loại ra để tái lập nền đô hộ thực dân như trước kia. Đây là một quan điểm thiển cận và hoàn toàn sai lầm. Chúng ta đều biết rằng nhà tài trợ chính cho phe đồng minh trong Thế chiến thứ hai chính là Hoa Kỳ. Họ đã chi viện tiền của cho các nước Anh, Pháp, Trung Hoa Dân Quốc, kể cả Nga. Họ cũng đổ xương máu trên cả hai chiến trường Âu và Á để đánh bại Đức và Nhật. Là một nước dân chủ và tiến bộ, Hoa Kỳ đã nêu rõ ý kiến của mình qua Hiến chương San Francisco mà họ là người tổ chức và bảo trợ. Hiến chương này được ký bởi phe đồng minh ngày 26 tháng 6 năm 1945, làm nền tảng cho tổ chức Liên Hiệp Quốc sau này. Hiến chương nêu lên những nguyên tắc cho một thế giới mới với các quốc gia bình đẳng chủ quyền, độc lập chính trị. Trong thời gian này, Hoa Kỳ cũng tỏ rõ mong muốn giải quyết hòa bình việc trao trả độc lập cho những quốc gia đang bị thống trị bởi các nước thực dân. Như thế thì việc trao trả độc lập cho Việt Nam có thể thấy là sẽ diễn ra thuận lợi, nhất là khi nước ta đã có sẵn một chính phủ đang hoạt động khá hiệu quả và hoàn toàn chính danh. Trên thế giới, gần như tất cả các thuộc địa của Anh, Hòa Lan, Bồ Đào Nha sau Thế chiến thứ hai đều được trao trả độc lập mà không hề phải đổ máu, trừ vài nước bị Cộng sản giật dây như Việt Nam, Indonesia, Algeria. Một điều đáng quan tâm là chính phủ do Hồ Chí Minh thành lập và ra mắt ngày 2 tháng 9 năm 1945, sau đó đã không được một quốc gia nào trên thế giới công nhận, kể cả Liên Xô, lúc đó do Stalin lãnh đạo. Việc Stalin không công nhận Hồ Chí Minh và chính phủ do ông ta đứng đầu năm 45 là bởi lý do Liên Xô vẫn xem Việt Nam là thuộc địa của Pháp và không muốn mất lòng quốc gia đang là đồng minh của mình. Hồ Chí Minh trong thời gian này ra sức che giấu cái đuôi cộng sản của mình. Thậm chí ông ta còn tỏ rõ ý ve vãn nước Mỹ bằng cách trích dẫn câu mở đầu bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ năm 1776. Nhưng người Mỹ đã không hề bị mắc mưu. Khi bắt buộc phải chiến đấu để bảo vệ sự tồn tại của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải tự rút vào bóng tối và đổi tên gọi thành Đảng Lao động Việt Nam cho đến năm 1976 mới quay trở lại với cái tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong giai đoạn này, gần như 100% người tham gia cuộc kháng chiến đều chỉ biết đến mục tiêu đánh đuổi quân Pháp, không biết gì đến chủ nghĩa Cộng sản. Như thế, cuộc kháng chiến chống Pháp thực tế là công lao của toàn dân mà Đảng Cộng sản đã nhận vơ là của riêng mình. Với suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ thấy sau khi đánh thắng người Pháp, đáng lẽ họ phải trao lại đất nước cho nhân dân thay vì cứ giữ riêng cho mình. Đó là chưa kể trong suốt 75 năm lãnh đạo bằng sự ngu dốt của mình, Đảng Cộng sản đã làm nghèo đất nước. Hiện nay, Việt Nam gần như đứng cuối bảng xếp hạng toàn thế giới về mọi mặt, từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến nhân quyền. Những nước có cùng hoàn cảnh xuất phát hoặc thậm chí là thấp kém hơn so với Việt Nam 40-50 năm trước đây như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore đều đã vươn vai hóa rồng, hóa hổ, trong khi Việt Nam vẫn lẹt đẹt trong vũng bùn nghèo đói và lạc hậu. Họ, tức là Cộng sản Việt Nam đó, đưa dân tộc vào một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, hàng triệu người mất mạng, đất nước chia rẽ suốt mấy chục năm, đến nay vẫn chưa hàn gắn được. Tội lớn nhất trong thời gian cầm quyền của Đảng Cộng sản là họ đã dâng đất cho ngoại bang và đang đưa đất nước vào hiểm họa diệt vong trước kẻ thù truyền kiếp của dân tộc là Trung Quốc. Thế thì, tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam là ở đâu? Xem ra ta có thể xếp Cộng sản Việt Nam vào chung thuyền với đám ngụy Mạc Đăng Dung, Hồ Quý Ly hoặc lũ cổng rắn cắn gà nhà, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống được rồi đó.